Châu Âu đang ở thời kỳ tiền chiến, Nga áp đảo Ukraine về hỏa lực. Nga tập kích hiệp đồng bằng nhiều vũ khí nhằm vào hạ tầng phòng không và năng lượng Ukraine. Chiến đấu cơ của không quân Nga bị đồng đội bắn rơi ở Crimea. Mỹ tuyên bố bắn rơi 4 UAV của Houthi, chiến hạm Nga tiến vào Biển Đỏ. Mỹ chấp thuận chuyển giao lô vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ cho Israel. Theo Đài Russia Today (RT), Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có cuộc phỏng vấn với báo chí châu Âu ngày 29 tháng 3, trong đó ông cho rằng châu Âu đã bước vào thời tiền chiến và do đó, bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Khi được hỏi liệu xung đột có phải là điều không thể tránh khỏi, sau một số phát ngôn của các chính trị gia phương Tây về khả năng Nga tấn công NATO. Thủ tướng Ba Lan lặp lại lần nữa rằng bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Ông tớ nói, tôi không muốn làm ai sợ hãi, nhưng chiến tranh không còn là chuyện quá khứ nữa. Đó là sự thật và thực tế chiến tranh đã bắt đầu từ hơn 2 năm trước. Thủ tướng Ba Lan nhắn nhủ thêm, tôi biết rằng điều này nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới. Chúng ta đang trong thời tiền chiến, tôi không phóng đại đâu. Thủ tướng Ba Lan lặp lại lời kêu gọi phương Tây cần làm mọi cách có thể để cung cấp cho Kiev vũ khí và đạn dược, bởi thế giới hiện đang trong thời điểm quan trọng nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông Tớc khẳng định, hai năm tới sẽ quyết định mọi thứ, và ông cũng nói thêm rằng nếu châu Âu không cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine và Kiev bị đánh bại, không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn. Thực tế hiện nay, quân đội Moscow đang áp đảo Kiev về hỏa lực. Trong một lần hiếm hoi thông tin tình hình thực chiến, trả lời phỏng vấn Ukraine Form hôm 29 tháng 3, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishki cho biết, cách đây vài ngày, lợi thế của quân đội Nga về khía cạnh hỏa lực vào khoảng 6 so với 1 của phía Ukraine. Tổng tư lệnh Ukraine cảnh báo, lực lượng vũ trang giờ đây phải thực hiện các nhiệm vụ trên toàn bộ chiến tuyến kéo dài, với ít hoặc không có vũ khí lẫn đạn dược. Ông thừa nhận tình hình đang căng thẳng ở một số khu vực. Vị tướng bổ sung, trong vài tuần và tháng gần đây, Nga tăng mạnh các hoạt động không quân, sử dụng KAB, bom dẫn đường, phá hủy các vị trí của chúng tôi. Tướng Siski cảnh báo Nga đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Kharkov và cảnh báo nếu xảy ra sẽ là đòn đau cho phía Kiev. Ông Siski bổ sung việc Ukraine thiếu nguồn lực và số đạn dược đầy đủ cho phép phía Nga khoét sâu hơn trên bộ ở phía nam Ukraine tại vùng Zaporizhia. Nga gia cố các tuyến phòng thủ dày đặc ở miền nam và Ukraine đã không thể thọc thủng những phòng tuyến này trong chiến dịch phản công năm ngoái. Cũng trong ngày 29 tháng 3, thủ tướng Ukraine Denis mihan cho biết chính quyền Kiev đã nhận được đợt hỗ trợ tài chính trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ theo khuôn khổ chương trình của Ngân hàng Thế giới. Ông Smihan nói rằng khoản tiền này cho phép Kiev chi trả ngân sách và chi tiêu xã hội, cũng như góp phần giúp Ukraine phòng thủ trước Nga. Khoản hỗ trợ mới của Ngân hàng Thế giới đến từ Anh và Nhật Bản. Thủ tướng Ukraine viết trên tài khoản X, tên cũ của Twitter, 984 triệu đô la Mỹ đến từ Nhật Bản và 516 triệu đô la Mỹ đến từ Anh nga mới đây thông báo tập kích hiệp đồng bằng nhiều vũ khí trong đó có tên lửa kinza nhằm vào hạ tầng phòng không và năng lượng ukraine cụ thể bộ quốc phòng nga cho biết chúng tôi đã thực hiện đòn tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái uav và nhiều vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ máy bay tàu chiến và mặt đất trong đó có tên lửa siêu vật âm kinza nhằm vào các hạ tầng phòng không và năng lượng của quân đội ukraine quân đội nga không nêu rõ những địa điểm bị tấn công và số lượng vũ khí được huy động nhưng nhấn mạnh cuộc tập kích đã hoàn thành yêu cầu đề ra và các mục tiêu được chỉ định đã bị đánh trúng. Báo động phòng không trước đó được ban bố trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine nói rằng hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở tỉnh Elvov, ivano frankivsk và thành phố Khmelnytsky tại miền Tây, cùng tỉnh Chekatsky và Dnipro ở miền Trung. Theo nhà điều hành năng lượng Ukraine, Ukraine Go, tên lửa và UAV Nga đã đánh trúng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ở miền Trung và miền Tây nước này, khiến các cơ sở bị hư hại. Ditech, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, 3 nhà máy nhiệt điện đã bị tấn công. Tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Oleschuk cho biết, đòn tập kích của Nga sử dụng 21 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ oanh tạc cơ chiến lược, 3 tên lửa siêu vật âm Kinza, 4 tên lửa hành trình Iskander K, 2 tên lửa đạn đạo Iskander M, 9 tên lửa chiến thuật KH-59 và 60 UAV tự sát kiểu xa hết 136. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, không quân vũ trụ Nga đã tiến hành cuộc tập kích bằng các loại tên lửa tầm xa chính xác cao, phóng từ máy bay, trong đó có tên lửa siêu vật âm Kinza nhằm vào loạt trung tâm ra quyết định của lực lượng vũ trang Ukraina cùng các căn cứ hậu cần, điểm đóng quân tạm thời của đặc nhiệm và lính quân sự tư nhân nước ngoài. Video The Reuters công bố vào thời điểm đó cho thấy hàng loạt vụ nổ và cột khói lớn ở trung tâm thủ đô Kiev, cùng một vật thể dường như là tên lửa bị đánh chặn đang lao xuống đất. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói rằng mảnh vỡ từ tên lửa Nga bị đoán hạ đã rơi xuống nhiều quận nội thành, gây cháy một số tòa nhà và ô tô trên đường phố. Ukraine từng nhiều lần tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa siêu vật âm Kinza của Nga trong các đòn tập kích. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu hồi tháng 5 năm 2023 nói rằng Kiev thường xuyên phóng đại quá mức số lượng tên lửa Kinza được sử dụng và nhầm lẫn về chủng loại vũ khí được Moscow triển khai. Quan chức không quân Ukraine cuối năm 2023 cho biết, lực lượng tác chiến điện tử Nga áp dụng nhiều biện pháp nhằm gây khó cho phòng không, trong đó có phát ra hàng loạt xung điện tử để khiến radar cảnh giới nhận diện chúng là tên lửa siêu vật âm Kinza. Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023, trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này. Phát dẫn đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một máy bay chiến đấu được cho là Su-27 của không quân Nga quay tròn trên không và lao xuống biển. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy, tiêm kích Nga cháy lớn lật ngửa và xoay vòng trong lúc dây tự do xuống biển theo phương gần như thẳng đứng. Chiến đấu cơ va chạm mạnh với mặt biển và tạo ra cuồng lửa khổng lồ. Giới chức Crimea thông báo phi công nhảy dù an toàn xuống vùng biển cách bờ khoảng 200 m và được lực lượng cứu hộ giải cứu. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga nói rằng máy bay gặp nạn là chiến đấu cơ hạng nặng Su-27. Theo Fox, vụ việc trên xảy ra ngoài khơi thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận Su-27 của không quân Nga bị bắn hạ kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022. Ông Mikhail Ravohef, thị trưởng Sevastopol cho biết, một máy bay, bay quân sự của không quân Nga gặp sự cố ngoài khơi Sevastopol, phi công đã phóng ghế thoát hiểm. Ông này cũng khẳng định không có hạ tầng dân sự nào dưới mặt đất bị hư hại. Phân tích về vụ việc trên, chuyên gia quân sự Jakub Janowski nói chiếc Su-27 trong sự cố trên bị chính phòng không Nga bắn hạ khi nó hoạt động gần bán đảo Crimea. Tờ Giờ Săn dẫn thông tin đăng tải trên kênh Telegram Military Informant cũng nói rằng, theo một giả thiết, máy bay đã bị hỏa lực phòng không Nga bắn hạ khi có báo động không kích. Trong khi đó, theo tờ Ukrainska Pravda của Ukraine ngày 29 tháng 3, các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy người Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-27 của chính họ trên Sevastopol. Theo Fox, chiếc Su-27 vừa bị bắn hạ thuộc Trung đoàn Không quân số 38 của Không quân Nga, đóng tại căn cứ Không quân Benbeck gần Sevastopol. Dù chỉ cách trên tuyến 400 km và thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine kể từ đầu xung đột đến nay, trung đoàn 38 chưa để mất bất cứ máy bay Su-27 nào trong các nhiệm vụ chiến đấu. Tuy nhiên, thành tích bất bại của trung đoàn 38 đã thay đổi khi Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào bán đảo Crimea. Trong cuộc tập kích vừa qua, trung đoàn 38 được cho đã mất ít nhất 3 chiếc Su-27, một chiếc bị phá hủy và hai chiếc khác bị hư hại. Hoạt động đáng chú ý nhất của trung đoàn 38 trong kế hoạch cho đến nay là nhiệm vụ xuất kích các máy bay Su-27 để đánh chặn một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của không quân Mỹ hoạt động trên biển đen vào tháng 3 năm 2023. Chiếc Su-27 đã xả nhân liệu vào máy bay không người lái Mỹ trước khi hai bên xảy ra va chạm và làm MQ-9 rơi. Hiện tại, Nga đang tăng cường lực lượng phòng không ở Crimea trong bối cảnh Ukraine gần đây liên tục phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV nhằm vào lực lượng nước này trên bán đảo. Phòng không Nga thông báo ngăn chặn cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Storm Shadow tên lửa diệt hạm Neptune, mồi bẫy ADM-160 MALD và máy bay không người lái UAV cảm tử tầm xa của Ukraine nhằm vào Sevastopol. Nguy cơ bị tập kích thường trực khiến phòng không Nga phải duy trì trạng thái báo động cao và tăng nguy cơ bắn nhầm máy bay đồng đội. Hãng Reuters dẫn tin từ nhà điều hành lưới điện Ukraine của Ukraine cho biết, các cơ sở năng lượng của nước này đêm ngày 28 tháng 3 bị máy bay không người lái UAV và tên lửa của Nga tấn công, khiến ba nhà máy điện bị hư hại. Các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại lớn cho các cơ sở sản xuất và truyền tải điện của Ukraine, buộc Kiev phải dừng xuất khẩu điện và dựa vào nhập khẩu. Truyền hình Ukraine sáng ngày 29 tháng 3 cho hay, các vụ nổ xảy ra ở ivano frankivsk và Khmelnytsky, cũng như thành phố Dnipro và tên lửa Nga được phát hiện ở không phận Ukraine. Không quân Ukraine cho hay đã phá hủy nhiều UAV và tên lửa hành trình mà Nga phóng vào đêm ngày 28 tháng 3. Theo nhà điều hành năng lượng Ukraine, Ukrenergy, tên lửa và UAV Nga đã đánh trúng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ở miền trung và miền tây nước này, khiến các cơ sở bị hư hại. Ditech, tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine cho biết, ba nhà máy nhiệt điện đã bị tấn công. Ditech cho biết các thiết bị bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau khi cuộc không kích kết thúc, các kỹ sư đã nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa. Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko thông báo các nhà máy điện ở tỉnh Donetsk, Poltava và Chekatsky cũng bị nhắm mục tiêu. Ông Shohi Lishak, tỉnh trường Dnipro cho biết, ít nhất một người bị thương sau đòn không kích của Nga vào thành phố Kamiansk gần thủ phủ của tỉnh. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Bộ Tư lệnh tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, sáng ngày 29 tháng 3, các máy bay của Ba Lan và đồng minh đã xuất kích sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine. Theo thông báo của Ba Lan, máy bay của nước này và đồng minh hoạt động trong không phận Ba Lan có thể dẫn tới tiếng ồn lớn đặc biệt là ở khu vực phía đông nam đất nước. Trước đó, nga đã tiến hành một đợt không kích nhắm vào thủ đô kiev và vùng Lvov ở miền tây ukraine gần ba lan vào cuối tuần trước, khiến warsaw phải triển khai máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn không phận. Reuters dẫn thông tin từ các kênh truyền thông ukraine cho hay, tại vùng Lvov miền tây ukraine, các tên lửa nga đã bay gần biên giới ba lan. Không quân ba lan viết trên mạng xã hội x, toàn bộ quy trình cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho không phận ba lan đã được kích hoạt và bộ chỉ huy tác chiến của không quân ba lan đang liên tục theo dõi tình hình. Tên lửa của Nga được cho là từng bay vào không phận của Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO, trong quá trình xung đột xảy ra tại Ukraine. Trong một vụ việc nghiêm trọng vào tháng 11 năm 2022, một tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan khiến dân thường thiệt mạng. Vụ việc xảy ra giữa lúc Nga tiến hành đợt tấn công lớn tại Ukraine. Các nhà điều tra Ba Lan sau đó kết luận rằng đó là tên lửa phòng không do Ukraine phóng để ngăn chặn tên lửa Nga nhưng bị bay lạc. Vào cuối tuần trước, thị trường Elevop Andriy Sadovji cho biết thành phố không ghi nhận cuộc tấn công nào, nhưng có khoảng 20 quả tên lửa và 7 máy bay không người lái UAV tấn công đã được phóng đến các vùng khác tại vùng Elvop. Các tên lửa và UAV nhắm đến cơ sở hạ tầng quan trọng. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev, KMDA của Ukraine mới đây cảnh báo về khả năng Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trong bài viết đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram mới đây, KMDA còn cảnh báo về mối đe dọa về các nỗ lực xâm nhập của các nhóm trinh sát và phá hoại liên quan Nga nhằm đáp lại tín hiệu từ các quan chức Nga về việc gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Hội đồng Quốc phòng Kiev đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Hội đồng đã thực hiện một số bước phòng ngừa có ảnh hưởng đến các sự kiện công cộng và giao thông công cộng để tăng cường an ninh thủ đô. KMDA nhấn mạnh, nguy cơ các đội trinh sát và phá hoại của kẻ thù lèn vào thành phố, có thể với sự hỗ trợ của tình báo Nga và các nhóm đối đầu khác nhằm gây bất ổn ở Kiev là mối lo ngại nghiêm trọng. Theo giới nêu voi ở Ukraine, dù chi tiết về các quyết định phòng ngừa không được nêu cụ thể, nhưng có thể hiểu rằng các quy định tổ chức sự kiện đông người và điều hành giao thông công cộng có thể thay đổi. Giới chức đã được chỉ đạo nâng cao cảnh giác ở những khu vực đông người để tăng cường an toàn. Giám đốc KMDA Sergei Popco cho hay, chúng tôi đang chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và an ninh cho Kiev và người dân ở đó. Nga dường như đã tìm ra một chiến thuật hiệu quả nên nhanh chóng tăng cường sản xuất các loại bom lượn. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc sản xuất một số loại đạn dược đang gia tăng bao gồm bom FAB-500 500 kg, FAB-1500 1,4 tấn và bom FAB-3000 3 tấn. Tất cả được cho là đều được sửa đổi và biến thành bom lượn. Theo ông Justin Brown, một chuyên gia về không quân tại Viện Nghiên cứu Thống nhất Hoàng gia RUSI Anh, nhiều quả bom lượn của Nga đang được thả ở khoảng cách lên tới 50 km hoặc xa hơn phía sau chiến tuyến, khiến Ukraine khó có thể tấn công những máy bay này bằng các hệ thống phòng không hiện có ngoài hệ thống MIM-104 ớt do Mỹ sản xuất. Bom lượn thường được sử dụng nhắm vào các mục tiêu cố định, tức là chúng đặc biệt hiệu quả ở những khu vực từng xảy ra giao tranh kéo dài, chẳng hạn như ở Adipka, nơi các vị trí của Ukraine tương đối dễ bị phát hiện. Ông Brun giải thích, điều đó khiến việc lập kế hoạch tấn công bằng bom lượn vào các mục tiêu cố định trở nên khả thi. Chúng chứa nhiều chất nổ hơn so với đạn pháo hoặc tên lửa, đặc biệt là những quả bom nặng 1,5 tấn, do đó những quả bom có ảnh hưởng tâm lý lớn hơn so với pháo binh. Để giảm các mối đe dọa từ bom lượn, Ukraine cần tăng cường đáng kể các máy bay đánh chặn phòng không và đạn pháo. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky thường xuyên nói rằng kho vũ khí phòng không hiện có của Ukraine không đủ để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công dồn dập, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường viện trợ. Mỹ hiện vẫn chỉ hoãn các gói viện trợ bổ sung cho Ukraine, khiến ép ngày càng thiếu các thiết bị quân sự cần thiết gồm khả năng phòng không và đạn dược. Tuần trước, Nhà Trắng nhấn mạnh việc Mỹ cung cấp thêm khí tài phòng không cho Ukraine là rất quan trọng sức mạnh của bom lượn Nga còn có lợi thế lớn về pháo binh, kho vũ khí ngày càng cạn kiệt của Ukraine và triển vọng ảm đạm về các gói viện trợ từ Mỹ và phương Tây là các yếu tố khiến cục diện chiến sự theo hướng bất lợi cho Kiev. Ông Brod nói, nếu không được Mỹ thông qua khoản viện trợ bổ sung, rất khó để Ukraine tránh được nguy cơ mất thêm lãnh thổ, nhất là khi Nga có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn vào mùa hè. Theo thông tin đăng tải trên Telegram ngày 28 tháng 3 của Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Omichuk Nga đã tiến hành cuộc không kích Ukraine bằng tên lửa với 3 tên lửa hành trình KH-22, một tên lửa chống radar KH-31B từ Biển Đen, một tên lửa phòng không dẫn đường S-300 Donetsk và 28 UAV tấn công Sahet 136131 Theo ông Mít các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 26 UAV tấn công Sahet 136131 ở các khu vực Odessa, Kharkov, Dnipropetrov và Zaporizhia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của Ukraine tăng tốc chuyển giao máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không để nâng cao năng lực phòng không của Kiev. Ở một diễn biến khác, trong một báo cáo cập nhật tình hình xung đột đăng tải trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay quân đội Nga tập kích ở 6 khu vực tiền tuyến khác nhau, trong đó dữ dội nhất ở mặt trận Novo Pablivka, thuộc vùng Donetsk, miền đông đất nước. Cụ thể, ở các khu vực tiền tuyến Siverchina và Eslobohachina, đông bắc Ukraine, các lực lượng Moscow duy trì sự hiện diện ở khu vực biên giới, tích cực oanh tạc nhằm ngăn chặn quân đội Kiev đột kích vào các khu vực dễ bị tổn thương và tăng mật độ bãi mìn dọc theo biên giới giữa Ukraine với tỉnh Belgorod của Nga. Ở tiền tuyến Kubian, phía Nga không thực hiện cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, ở mặt trận Liman, binh sĩ Nga đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của Kiev gần các khu định cư Pilo thuộc vùng Luhan và Terni thuộc vùng Donetsk. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi vụ tập kích đó của đối phương. Ở Trào lửa Bắc Mút thuộc vùng Donetsk, quân đội Kiev nói đã ngăn chặn thành công 4 vụ tấn công của Nga gần các khu định cư Ivanivsk và Andriivka. Quân đội Ukraina còn khiến 14 vụ tập kích của các lực lượng Moscow tại mặt trận Andriivka thất bại. Giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt nhất ở làng Novo thuộc Donetsk khi 6-7 vụ đụng độ. Nhà chức trách Ukraina khẳng định vẫn đang cầm chân đối phương gần các khu dân cư Novo và Heohiyivka. Ở mặt trận Orikhiv binh sĩ Nga với sự hỗ trợ của máy bay đã bốn lần tấn công hàng loạt vị trí của Ukraine gần các khu định cư Staromaioske thuộc Donetsk và Rapotino thuộc Zaporizhia. Quân đội Nga cũng được nói liên tục tìm cách đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi bờ đông sông Dnep nhưng bất thành. Báo Pravda của Ukraine dẫn lời Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm, quân đội Kiev đang tiếp tục gây tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương. Họ đã nhắm bắn 10 khu vực tập trung binh sĩ và khí tài của Moscow phá hủy một hệ thống phòng không, một trạm tác chiến điện tử, ba trạm kiểm soát UAV và một cơ sở quan trọng khác của Nga. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Kiev, KMVA, Serhiy Popko, ngày 28 tháng 3 thông báo quân đội, cảnh sát và các lực lượng an ninh tại thủ đô Ukraine sẽ siết chặt giám sát trong thời gian tới. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Phòng vệ Kiev tổ chức cuộc họp đánh giá nguy cơ Nga gia tăng tập kích mục tiêu dân sự tại thủ đô Ukraine và cả nước. Họ không loại trừ khả năng các nhóm tham báo đã xâm nhập Kiev <laughs> chỉ điểm cho quân đội Nga tập kích chấp nhoáng và chuẩn bị phá hoại gây bất ổn. Lãnh đạo Popko nhận định, loạt vụ tập kích gần đây càng chứng tỏ mối lo ngại có cơ sở. Vũ khí của đối phương đánh trúng mục tiêu trong thời gian rất ngắn sau khi thành phố phát báo động. Lãnh đạo KMVA đồng thời cảnh báo các nhóm tham báo và gián điệp của đối phương có khả năng trà trộn vào dân thường âm mưu gây bất ổn. Hội đồng phòng vệ Kiev chỉ thị toàn bộ hệ thống chính quyền và quân sự thành phố tăng cường cảnh giác đối với những địa điểm công cộng tập trung đông người, đảm bảo an toàn và trật tự các cơ quan phòng vệ dân sự được lệnh sẵn sàng cơ sở trú ẩn để người dân sử dụng bất kỳ lúc nào cần thiết. Kiev sẽ gia tăng giám sát các nền tảng mạng xã hội nhằm phát hiện và đối phó hành động phát tán thông tin sai lệch, khiêu khích gây bất ổn trong thành phố. Ông Popko nhấn mạnh, tôi kêu gọi người dân Kiev bình tĩnh, không hoang mang. Chúng tôi đang triển khai loạt biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo an ninh cho thủ đô và cư dân. Trước đó, theo The Guardian, Kiev đã tiến hành một cuộc trấn áp dữ dội những người bị nghi ngờ cộng tác với Moscow Kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2012, mở ra hàng nghìn vụ án hình sự. Thông báo của cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho biết, nhờ một kế hoạch đặc biệt, hai đặc vụ của cơ quan an ninh Nga FSB đã bị bắt giữ ở Kiev và Odessa. Các đối tượng đã cố xác định vị trí của quân đội Ukraine, sau đó gửi cho phía Nga tọa độ liên quan để điều chỉnh các cuộc tấn công từ trên không. Trong giai đoạn cuối của kế hoạch đặc biệt, cả hai tên đều bị bắt quả tang trong khi đang do thám các mục tiêu tiềm năng của Nga. Theo SBU một trong hai nghi phạm đã chụp ảnh một nhà máy nhiệt điện được cho là để giúp Nga bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cả hai nghi phạm đều bị buộc tội cộng tác với Nga và phải đối mặt với án tù trung thân. Liên Hợp Quốc cho biết năm ngoái, Ukraine đã mở hơn 6.600 vụ án hình sự chống lại các cá nhân vì tội hợp tác và các tội khác liên quan đến xung đột kể từ tháng 2 năm 2022. Ở một diễn biến khác, ngày 28 tháng 3, Hội đồng NATO-Ukraine đã tiến hành cuộc họp bất thường tại Brussels theo đề xuất của Ukraine. Tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã thông báo tình hình xung đột Nga-Ukraine. Bộ trưởng Umerov cũng kêu gọi các nước thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Hội đồng NATO-Ukraine được thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7 năm 2023 và đóng vai trò là diễn đàn cho các cuộc tham vấn, ra quyết định và hoạt động chung giữa NATO và Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov gần đây cho biết 50% vũ khí phương Tây viện trợ bị bàn giao chậm khiến quân đội nước này gặp khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine mới chỉ nhận được 1 phần 3 trong số hàng triệu quả đạn pháo mà Liên minh châu Âu EU cam kết giao vào tháng 3 năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ báo La Dipech của Pháp, tướng về hưu người Pháp Jérôme Pellicciani, tổng biên tập tờ Review Defense Nationale, chỉ ra rằng các lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ kể từ khi quân đội Ukraine rút lui hỗn loạn khỏi Adipka vào giữa tháng 2 và hiện đang tiếp cận Chachovya và Kharkov. Ông Palis Chandy nói, trên thực tế, Moscow đã đưa ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến thuật cho Bộ Chỉ huy Ukraine, buộc họ phải lựa chọn giữa việc bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ chịu tổn thất đáng kể hoặc rút lui và từ bỏ lãnh thổ. Vị tướng này lưu ý, ngoài những bước tiến về phía tây Adipka, quân đội Nga gần đây đã chiếm được thị trấn Krasnoye, được Ukraine gọi là Ivanovsky. Phía tây Atimos tức bắc mút. Ông nói, điều này phản ánh mong muốn làm kiệt sức kẻ thù. Moscow biết rất rõ rằng Kiev thiếu đạn pháo và bằng cách pháo kích không ngừng vào những vùng lãnh thổ này, Tổng thống Vladimir Putin cuối cùng đã ngăn cản người Ukraine xây dựng lại hệ thống phòng thủ của họ. Đây là một cách buộc họ phải từ bỏ mặt trận và cạn kiệt kho vũ khí. Những nhận xét gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dường như phù hợp với phân tích của ông Pelistrani. Phát biểu trước một hội đồng quốc phòng vào tuần trước, ông Shoigu cho biết Quân đội Nga đang đẩy lùi người Ukraine và không cho phép họ củng cố các vị trí phòng thủ mới. Theo ông Palisciani, quân đội Nga nhắm tới cả Chasopja và Kramatorsk, một ngã tư quan trọng trong hoạt động hậu cần của Ukraine ở Donbass. Ông nói rằng sự mất mát ở đây sẽ là thảm họa đối với Kiev và đặt ra những khó khăn nghiêm trọng về mặt chiến lược và hậu cần. Ông Chandy cho biết Kharkov cũng bị pháo kích nặng nề vào tuần trước và nói thêm rằng Ukraine đang ở thế phòng thủ dọc theo toàn bộ mặt trận và cần gấp đạn dược khi mùa xuân chuyển sang mùa hè, người ta lo ngại rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn mới giống như năm ngoái. Trong khi đó, khả năng cầm cự của Ukraine lần này có vẻ kém chắc chắn hơn nhiều so với trước đó. Đây là lý do tại sao Kiev cần khẩn trương huy động thêm quân đội và xây dựng hệ thống phòng tuyến vững chắc hơn. Không khó hiểu khi Ukraine đổ lỗi cho phương Tây về tình cảnh khó khăn của mình hiện nay. Bận rộn với các vấn đề Trung Đông, những cuộc bầu cử sắp tới và những khó khăn về kinh tế đã khiến các đối tác phương Tây của Ukraine bị phân tâm sự bế tắc của Mỹ trong thời gian qua có nguy cơ khiến Nga xuyên thủng phòng tuyến còn thiếu sót của Ukraine. Châu Âu cũng không khá hơn là bao, bất chấp những tuyên bố gay gắt từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga phải bị đánh bại. Dù vậy, trên thực tế, Pháp cung cấp hầu như rất ít phương tiện quân sự cho Ukraine để biến điều đó thành hiện thực, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng từ chối hỗ trợ tên lửa tầm xa Taurus. Châu Âu đã không thể đáp ứng mục tiêu cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong tháng này, mặc dù Cộng hòa Séc đang lùng sục khắp thế giới để bù đắp sự thiếu hụt trên. Tuy nhiên, bản thân Ukraine cũng có những vấn đề của riêng mình mà đầu tiên là vấn đề lực lượng. Theo Economist, Nga đang chuẩn bị cho một đợt huy động lực lượng khác nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn tiếp theo. Trong khi đó, ở Ukraine, những nỗ lực tuyển bộ binh sĩ vẫn bị mắc kẹt trong vòng xoáy của tiến trình dân chủ, khi hơn 1.000 sửa đổi đã được đưa ra với một dự luật tại quốc hội nhằm giúp chính phủ có thêm phạm vi để tăng cường quân đội theo nhu cầu. Bên cạnh đó, Ukraine cũng chậm chế trong việc củng cố các vị trí phòng thủ của mình chính phủ Kiev vẫn hy vọng về một cuộc phản công mới và lo sợ ý tưởng rằng tiền tuyến hiện tại có thể trở thành biên giới khi mà một phần năm lãnh thổ đất nước thuộc quyền kiểm soát của đối phương và Ukraine đang mất đi phần lớn khả năng tiếp cận biển. Ý tưởng danh giới hiện tại có thể trở thành nền tảng cho một cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai là điều mà ông Zelensky luôn muốn tránh. Trong những tuần gần đây, các máy đa của Ukraine đã bắt đầu di chuyển và hệ thống răng rồng đang được xây dựng, mặc dù các chuyên gia cho rằng lẽ ra nó nên được tiến hành sớm hơn. Người phát ngôn cơ quan Jacek Dobzhinsky ngày 28 tháng 3 viết trên mạng xã hội rằng cơ quan an ninh nội địa Ba Lan đang tiến hành các hoạt động nằm trong cuộc điều tra về hoạt động gián điệp của Nga nhằm vào những quốc gia và tổ chức thuộc Liên minh châu Âu EU. Ông nói thêm rằng họ đã thực hiện các cuộc đột kích ở thủ đô Warsaw và thành phố Tichy ở phía nam đất nước. Người phát ngôn Dobzhinsky cho biết mạng lưới gián điệp hướng tới việc thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại do Điện Kremlin đề ra, trong đó có làm suy yếu vị thế Ba Lan trên trường quốc tế làm mất uy tín Ukraine cũng như hình ảnh của các cơ quan EU. Ông nhấn mạnh các hoạt động được thực hiện là kết quả của mối hợp tác quốc tế giữa cơ quan an ninh với một số đối tác châu Âu, đặc biệt là Séc. Séc vừa qua tuyên bố họ đã phá vỡ một mạng lưới do Moscow tài trợ nhằm tuyên truyền cho Nga và gây ảnh hưởng trên khắp châu Âu. Praha cho biết nhóm này đã sử dụng trang tin tức Voice of Europe để truyền bá thông tin nhằm ngăn cản EU gửi viện trợ cho Ukraine để đối đầu Nga. Theo người phát ngôn Dobzhinsky, hoạt động của cơ quan an ninh bắt đầu từ cuộc điều tra hồi đầu năm, dẫn đến cáo buộc chống lại một công dân Ba Lan bị nghi ngờ làm gián điệp của Nga. Không chỉ Ba Lan, cơ quan an ninh của Ukraine cũng cho biết đã bắt hai đặc vụ cơ quan tình báo Nga bị cáo buộc chỉ điểm mục tiêu quân sự nhạy cảm để Moscow không kích. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cho hay, hai đặc vụ cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã bị bắt ở Kiev và Odessa sau một chiến dịch đặc biệt hai nghi phạm đã tìm cách xác định vị trí của các binh sĩ Ukraine rồi gửi tọa độ cho lực lượng Nga để tiến hành các cuộc không kích. Theo SBU, hai đặc vụ Nga bị bắt quả tang khi đang do thám mục tiêu tiềm năng. Một nghi phạm đã chụp ảnh nhà máy nhiệt điện dường như để giúp lực lượng Nga nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cả hai đều bị buộc tội hợp tác với lực lượng nước ngoài và phải đối mặt với án tù trung thân. Trước đó, cơ quan an ninh Ukraine SBU đầu tháng 2 thông báo cơ quan an ninh này đã triệt phá mạng lưới gián điệp quyền lực do bộ phận phản gián quân sự thuộc cơ quan an ninh liên bang nga fsb hoạt động tại ukraine điều hành 5 người bị bắt với cáo buộc phản quốc gồm các cựu thành viên tổng cục tình báo quân đội ukraine gur đơn vị tình báo đối ngoại và một đặc vụ sbu đang công tác theo sbu 5 nghi phạm này bị bắt quả tang khi chuyển cho fsb thông tin về các cơ sở quân sự của ukraine công sự phòng thủ dữ liệu cá nhân và những cơ sở năng lượng chiến lược nhóm này đã chuyển thông tin về hệ thống phòng thủ gần thành phố Odessa ven biển đen, vị trí các bệ phóng rocket ở tỉnh Kharkov, hoạt động điều chuyển quân và phương tiện của Ukraine, theo văn phòng công tố Kiev cho biết. Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil vào tháng 11 vẫn chưa được thảo luận. Theo hãng thông tấn TASS, tuyên bố của người phát ngôn điện Kremlin được đưa ra sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc mời ông Putin tới hội nghị này nên được thảo luận với các thành viên G20 khác. Trước đó, tổng thống Lula da Silva cho biết Brazil sẽ mời tổng thống Nga tới dự hội nghị thượng đỉnh G20 bất chấp lệnh bắt giữ ông Putin của tòa án hình sự quốc tế ICC. ICC đã phát lệnh bắt giữ ông Putin và ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova liên quan vấn đề đưa trẻ em từ Ukraine sang Nga. Điện Kremlin đã bác bỏ quyết định trên của ICC. Cụ thể ông Peskov cho biết Moscow không công nhận thẩm quyền của ICC và coi các phán quyết của cơ quan này là vô hiệu lực về pháp lý. Bình luận về quyết định của ICC, ông Peskov nhìn nhận đây là một hành động thái quá và không thể chấp nhận được. Nga giống như nhiều quốc gia khác không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Trong một diễn biến khác, theo đánh giá, quyết định của Nhà Trắng khi liên tục từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Atak -MS, cho Ukraine đang dần thay đổi bởi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Charles Brown đã nhận định rằng rủi ro gia tăng căng thẳng đã không cao như lúc đầu. Những tuyên bố của Nga trước đó cho thấy việc cung cấp những vũ khí như vậy cho Ukraine sẽ vượt làn danh đỏ bởi tầm bắn của chúng cho phép Ukraine tấn công Moscow. Các quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra học thuyết quân sự của Nga, đặc biệt liên quan đến cái gọi là rủi ro hiện hữu, theo đó nói rằng việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy có thể buộc Nga phải đáp trả hạt nhân hoặc thúc đẩy nước này tấn công các nước NATO. Từ mùa thu, các báo cáo cho thấy Mỹ có thể đã thay đổi tính toán và có lẽ sẽ cung cấp một số lượng nhỏ các tên lửa tầm xa một cách bí mật. Bất chấp thực tế, Nhà Trắng trước đó nói rằng Washington không có đủ tên lửa. Chính quyền Tổng thống Biden đã cố gắng tránh xác nhận hoặc phủ nhận báo cáo đó. Ông Brown cũng không chính thức xác nhận hay phủ nhận thông tin này, nhưng ông nói rằng phản ứng im lặng của Nga đối với một loạt cuộc tấn công UAV gần đây của Ukraine và trong lãnh thổ Nga đã cho phép lầu năm góc điều chỉnh phân tích của mình về nguy cơ có thể xảy ra nếu cung cấp ATAC-MS cho Ukraine. Các nhà quan sát và thậm chí một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã thúc đẩy Mỹ cung cấp tên lửa vì chúng sẽ cho phép Ukraine chiếm các vị trí sở hở của Nga. Tổ vận hành thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ drone Pulava của, của Ukraine vừa qua đã đăng video lực lượng này triển khai drone góc nhìn thứ nhất FPV Cam từ tập kích các phương tiện chiến đấu như xe tăng, xe tải và các cứ điểm của Nga trong đêm. Những chiếc drone này được trang bị công nghệ nhìn trong bóng tối và có giá thành thấp do tổ chức phi chính phủ Win Hornets phát triển. Đây là đơn vị chuyên cung cấp drone FPV cho quân đội Ukraine từ đầu chiến sự. Theo bình luận đăng kèm video, trong khi một chiếc camera ảnh nhiệt tiêu chuẩn cho drone FPV có giá 1.000 đô la Mỹ, giải pháp kỹ thuật của Winhones chỉ có giá 50 đô la Mỹ. Winhones cho biết họ không tiết lộ thông số kỹ thuật cụ thể của công nghệ này vì lý do an ninh, cũng như nhằm ngăn lực lượng Nga sao chép hoặc nghiên cứu phương án đối phó. Bình sĩ Ukraine cho biết drone chuyên tập kích ban đêm của Nga đã được tăng tầm bay và gây ra nhiều tổn thất cho họ. Theo một thành viên đơn vị trinh sát trên không của lữ đoàn cơ giới độc lập số 58 Ukraine, lực lượng Nga đang triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV có khả năng tác chiến ban đêm với tần suất lớn theo hướng thành phố Vuleda, tỉnh miền đông Donetsk. Đô Binh sĩ Ukraine cho hay, họ mang drone có thể hoạt động buổi đêm tới mặt trận này và đang tích cực sử dụng chúng. Các thiết bị này đã được cải tiến để tăng tầm bay và chúng tôi đang khốn khổ vì chúng. Được mệnh danh là sát thủ bóng đêm, các mẫu drone này của Nga được trang bị hai loại camera gồm camera nhạy sáng có thể quan sát trong điều kiện ánh sáng tối thiểu và camera ảnh nhiệt có khả năng nhìn rõ bộ binh Ukraina trong bóng tối thông qua tín hiệu nhiệt phát ra từ cơ thể họ. Lực lượng Ukraina hiện thường xuyên di chuyển vào buổi đêm để giảm thiểu nguy cơ bị đối phương tập kích. Song sự xuất hiện của drone sát thủ bóng đêm khiến chiến thuật này không còn hiệu quả. Một binh sĩ Ukraina có biệt danh Porter cho biết, lực lượng này ở Donetsk đã áp dụng các biện pháp ngụy trang để đối phó với drone FPV chuyên tập kích ban đêm, song thừa nhận không có cách nào hiệu quả 100%. Anh Porter cho hay, chúng tôi phải tính toán kỹ các bước di chuyển để đề phòng trường hợp bị đối phương tấn công bằng loại drone này. Tờ KF Post nhận định điểm yếu của drone sát thủ bóng đêm là chúng được trang bị camera có độ phân giải thấp hơn so với các dòng camera thông thường, song vẫn cho rằng đây là vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Tờ báo cho biết, Ukraine cũng sở hữu công nghệ sản xuất drone trang bị camera ảnh nhiệt, song mức giá quá cao của loại khí tài này khiến chúng không được KF coi là ưu tiên. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đội tuần giang Dnip cùng một lữ đoàn tuần tra đường sông được Nga công bố đã thành lập tuần trước và nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Dnip thuộc tỉnh Kherson cùng các cù lao giữa sông. Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm quân Dnip của Nga được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm quân Dnip cũ và nhóm quân Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, đồng thời cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng trong giao tranh tại đây nga dường như muốn ngăn ngừa và chặn các đợt vượt sông của lực lượng ukraine như hoạt động lập đầu cầu ở làng krinky tuy nhiên đơn vị mới thành lập của nga có thể dễ bị tổn thương trước xuồng cảm tử của ukraine loại vũ khí từng phá hủy nhiều chiến hạm trên biển đen chưa rõ quy mô và mức độ trang bị của đơn vị mới song quân đội nga có thể sử dụng lực lượng này để hỗ trợ những đợt tấn công vượt sông sang phía bờ tây nơi ukraine kiểm soát được biết hải quân hiện đại của nga có một loạt tàu tuần tra tàu quét mìn và tàu đổ bộ có kích thước và lượng giãn nước tương tự. Từ tàu quét mìn lớp Raptor 43 tấn và tàu quét mìn lớp Corun thuộc dự án 1258 có lượng giãn nước 91 tấn và tàu đổ bộ cao tốc BK16 mới nặng 22 tấn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đội tàu DNAP bao gồm khoảng 140 pháo hạm, tàu tuần tra, tàu quét mìn trên sông và thuyền máy với nhiều kích cỡ và lượng giãn nước khác nhau, bao gồm cả các tàu sông bọc thép dự án 1125 có lượng giãn nước 26 đến 29 tấn dài 22,65 m, rộng 3,5 m, có tốc độ hành trình 18 hải lý một giờ và có thủy thủ đoàn từ 10 đến 12 người. Alexander Batos, chuyên gia tại Học viện Khoa học Quân sự Nga và nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích và Đánh giá Quân sự Ngoại giao cho rằng, việc thành lập đội tàu sông Dnipe có liên quan đến nhu cầu tăng cường lực lượng của Nga ở hướng Tây Nam, nơi tình hình vẫn phức tạp trong bối cảnh hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraina. Ngoài ra, Việc đẩy nhanh quá trình thành lập căn cứ mới của NATO ở Romania làm dấy lên những lo ngại nhất định và tạo ra tình hình khó khăn ở phía tây biển Đen và sông Dniestre, con sông lớn quan trọng nhất chảy vào biển Đen. Chuyên gia quân sự Batus hy vọng nhiệm vụ của đội tàu sẽ bao gồm ngăn chặn các hoạt động đổ bộ, phá hoại và trinh sát của đối phương cũng như hỗ trợ lực lượng mặt đất của Nga, đặc biệt là trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương. Trước đó, lực lượng của Nga tại bờ đông Dnip đã tấn công thiết giáp và vị trí đóng quân của Ukraine ở bờ Tây để ngăn đối phương vượt sông tới làng Krynky. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đơn vị vận hành máy bay không người lái cỡ nhỏ, drone, phát hiện phương tiện chiến đấu và vũ khí của Ukraine ở bờ Tây sông Dnip. Lực lượng Nga hạ những mục tiêu này với đòn tập kích chính xác bằng drone và pháo, ngăn đối phương chuẩn bị vượt sông để đến khu vực Krynky ở bờ đông. Được biết, Nga kiểm soát các khu vực của tỉnh Kherson nằm ở bờ đông sông Dnieper. Quân đội Ukraine suốt nhiều tháng qua tiến hành hoạt động vượt sông đầy tham vọng nhằm kiểm soát các khu vực trên bờ đông sông Dnieper, với mục tiêu biến nơi này thành bàn đạp để tiến sâu hơn vào vùng lãnh thổ Nga kiểm soát. Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, Kiev gần như không sản xuất được vũ khí. Nhưng đến nay, ngành công nghiệp vũ khí của nước này đang phát triển như vũ bão các nhà máy, cơ sở đang vận hành hết tốc lực để sản xuất đạn pháo, súng cối, phương tiện quân sự, tên lửa và các thiết bị quan trọng khác phục vụ xung đột. Tại cuộc họp của chính phủ Ukraine hồi tháng 1, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết số lượng vũ khí sản xuất trong nước đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và dự kiến sẽ tăng gấp 6 lần trong năm nay. Mặc dù lượng vũ khí nội địa của Ukraine không đủ để bù đắp sự thiếu hụt từ viện trợ vũ khí quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ, nhưng trong bối cảnh gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Washington đang bị trì hoãn, thì ngành sản xuất vũ khí trong nước của Kiev trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tại một hội nghị hồi tháng 2, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết các loại vũ khí nội địa đã phát huy tác dụng trong xung đột. Cụ thể, máy bay không người lái UAV tầm xa đã tấn công các cơ sở dầu mỏ sâu bên trong nước Nga trong những tuần gần đây. Trong khi đó, các drone hải chiến, sea drone, tàu tấn công không người lái dưới nước đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội biển đen của Nga và giúp mở lại các tuyến đường thủy phục vụ xuất khẩu ngũ cốc Ukraina Bên cạnh đó, Kiev cũng đang tự sản xuất đạn súng cối và đạn pháo 122mm, 152mm theo tiêu chuẩn Liên Xô. Các công ty quốc phòng Ukraine đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu lớn nhất của quân đội bằng cách chế tạo đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, loại đạn cần thiết cho các hệ thống pháo binh mà các nước phương Tây cung cấp. Trả lời AP hồi tháng 12 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng khẳng định sản xuất trong nước là chìa khóa để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ của nước này. Ông Zelensky nhấn mạnh đây chính là lối thoát, đồng thời cho rằng nếu những nguyện vọng này được thực hiện, các kế hoạch của Nga sẽ chấm dứt. Mặc dù Ukraine có năng lực sản xuất và một số nguyên liệu thô, đặc biệt là thép, nhưng những thứ quân đội nước này hiện cần là vũ khí thành phẩm ngay lập tức. Ông Maxim Poliviani, phó tổng giám đốc Ukraine Amo, nhà sản xuất vũ khí tư nhân lớn nhất Ukraine, nhận định rằng nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây, ngành công nghiệp vũ khí ép sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu của quân đội. Giờ đây, sau hơn 3 năm xung đột tiếp diễn, Ukraine cần mọi thứ từ đạn dược cho đến hệ thống tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Trong số đó, một số vũ khí không thể sớm tự sản xuất được. Vừa qua, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamisin thông báo nước này đã triển khai một tên lửa được sản xuất trong nước với tầm bắn hơn 400 dặm, hơn 643 km. Giới chức cho biết các hệ thống phòng không và tên lửa có độ chính xác cao tương tự hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất cũng đang được phát triển. Mặc dù vậy, các hệ thống công nghệ cao mà Kiev cần để sử dụng hiệu quả trong xung đột phải mất nhiều thời gian mới có thể sản xuất được trong nước. Ông Poliviani lưu ý, để xây dựng và làm chủ được một cơ sở sản xuất như vậy sẽ phải mất nhiều thập niên. 6 tháng sau khi ngăn chặn đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cung cấp gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người có thể một mình sắp xếp một cuộc bỏ phiếu trong Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, dường như đã đảo ngược sự phản đối của ông đối với viện trợ cho Kiev. Theo một số nghị sĩ, Hạ viện Mỹ đang trong kỳ nghỉ cho đến tuần đầu tiên của tháng 4, nhưng một khi hoạt động của cơ quan này được nối lại, ông Johnson sẽ kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về gói viện trợ mới cho Ukraine. Với hàng chục tỷ đô la Mỹ tài trợ này, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sớm cung cấp rất nhiều vũ khí cho Kiev một số vũ khí có thể đến trực tiếp từ kho dự trữ hiện có của Mỹ với nguồn tài trợ mới chi trả cho các loại vũ khí mới được chế tạo để bổ sung vào kho dự trữ này. Những khoản khác có thể đến từ các hợp đồng thương mại do Lầu Năm Góc làm trung gian. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần làm rõ những ưu tiên trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Đầu tiên và quan trọng nhất, Ukraine cần đạn pháo. Trong 18 tháng đầu tiên của cuộc xung đột, Mỹ là nhà cung cấp đạn pháo chính cho Ukraine. Tổng cộng Washington đã hỗ trợ Kiev khoảng 2 triệu quả đạn pháo một nửa đến trực tiếp từ các kho của Mỹ và nửa còn lại nước này lặng lẽ mua từ Hàn Quốc. Việc gói hỗ trợ cho Ukraine bế tắc tại Quốc hội và sự sụt giảm nguồn cung đạn dược của Washington cho Kiev vào cuối năm ngoái đã cắt giảm 2 phần 3 số đạn pháo được phân bổ hàng ngày. Quân đội Mỹ đã xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo mới ở Texas nhằm bổ sung cho nhà máy hiện tại ở Pennsylvania. Chẳng bao lâu nữa, quân đội sẽ có khả năng sản xuất khoảng 70.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tăng gấp 6 lần so với tốc độ sản xuất năm 2022. Giới quan sát cho rằng không có lý do gì mà hầu hết số đạn pháo này không đến Ukraine, một khi có đủ nguồn tài chính để chi trả cho mỗi quả đạn pháo trị giá 5.000 đô la Mỹ. Kết hợp với đạn pháo từ EU cũng như một sáng kiến riêng của Czech, các chuyến đạn pháo khẩn cấp từ Mỹ có thể lần đầu tiên mang lại cho Ukraine lợi thế lâu dài về pháo binh. Khi đạn pháo được vận chuyển, Mỹ có thể giải quyết nhu cầu lớn thứ hai của Ukraine, đó là tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Đây là hệ thống phòng không tốt nhất của Ukraine hiện nay Tên lửa có tầm bắn 145 km sử dụng cho hệ thống này có thể bắn hạ tất cả các tên lửa nhanh nhất của Nga một cách đáng tin cậy và hạ gục các chiến đấu cơ của Moscow. Tuy nhiên, hiện nay Ukraine chỉ có 3 tổ hợp Patriot với khoảng 30 bệ phóng và đã mất một cặp bệ phóng trong một cuộc phục kích tên lửa ác liệt vào đầu tháng 3. Các hệ thống này đang bị giàn mỏng, một hệ thống thường được sử dụng để bảo vệ Kiev, một hệ thống khác bảo vệ Odessa, cảng chiến lược của Ukraine trên Biển Đen và hệ thống thứ ba dường như đang di chuyển ra tiền tuyến để chiến đấu với tiêm kích của Nga. Lý tưởng nhất là Ukraine sẽ bố trí tổ hợp Patriot trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho khoảng từ 5 đến 6 thành phố lớn nhất, đồng thời bố trí một tổ hợp ở các mặt trận phía đông và phía nam. Những hệ thống này cần phải được tự do khai hỏa với tốc độ nhanh nhất, nghĩa là chúng cần nguồn cung tên lửa ổn định với mỗi quả có giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Việc tăng gấp đôi hoặc gấp ba lực lượng Patriot của Ukraine có thể giúp nước này giành lại quyền kiểm soát không phận trên tiền tuyến, đồng thời đảo ngược xu hướng đáng lo ngại về các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn và ngày càng ác liệt của Nga nhằm vào các thành phố của Ukraine. Ngoài ra theo giới quan sát, sau khi đã bổ sung pháo vào hệ thống phòng không cho Ukraine, Mỹ nên hỗ trợ một trong những lữ đoàn tốt nhất của quân đội Ukraine. Lữ đoàn cơ giới 47 là đơn vị vận hành chính các loại xe bọc thép do Mỹ sản xuất, bao gồm xe tăng M1 Abrams và phương tiện chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Quân đội Mỹ có hàng nghìn chiếc M1 và M2 cũ hơn đang được cất giữ. Chúng cần được đại tu trước khi tham gia chiến đấu ở Ukraine. Nếu khoản hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine được thông qua, thì Lầu Năm Góc có thể tăng tốc hỗ trợ hàng trăm xe tăng và phương tiện chiến đấu cho các lực lượng của Kiev. Ngày 28 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Tài chính của Quốc hội Ukraine Daniel Getmanchev thông báo các đối tác của Ukraine vừa cho khởi động một liên minh quốc phòng mới, lần này là liên minh xe tăng với cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Warsaw. Theo nghị sĩ Ukraine, sáng kiến ban đầu của Ba Lan và Đức đã được mở rộng thêm ba nước, Anh, Thụy Điển và Italia mục tiêu liên minh năm nước hướng tới là cung cấp vũ khí và đạn dược xe tăng cho Kiev, đồng thời hỗ trợ quân đội Ukraine về sửa chữa, bảo dưỡng, huấn luyện và kỹ thuật. Ông Getman sẽ bình luận, Nga vốn sở hữu số lượng xe tăng rất lớn, ngay từ những năm tháng Liên Xô còn tồn tại. Ukraine sẽ cần tăng gấp đôi nỗ lực để củng cố sức mạnh trên phương diện này. Giới chức những nước Anh, Đức, Ba Lan, Thụy Điển và Italia chưa bình luận về tuyên bố của nghị sĩ Ukraine. Trước đó không lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, và người đồng cấp Đức Boris Pistorius tuyên bố ý định thành lập liên minh cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Ông Kusinyak Kamis nói Vassava và Berlin sẽ đóng vai trò dẫn dắt một trong những liên minh quan trọng nhất đối với xung đột tại Ukraine. Ông kêu gọi các nước thành viên NATO và Liên minh châu Âu EU ủng hộ sáng kiến nhằm thúc đẩy an ninh tại châu Âu, lưu ý rằng Anh, Thụy Điển và Italia đã đồng ý hợp tác. Cũng liên quan đến viện trợ Ukraine, vừa qua, Tổng thống Zelensky đã hối thúc Hạ viện Mỹ sớm thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ nhằm duy trì một mặt trận thống nhất đối đầu Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28 tháng 3 nói, việc Quốc hội nhanh chóng chuyển viện trợ của Mỹ cho Ukraine là điều sống còn. Chúng tôi nhận thấy có nhiều quan điểm khác nhau tại Hạ viện về cách tiến hành, nhưng điều quan trọng là giữ vấn đề viện trợ Ukraine như một yếu tố thống nhất. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson về việc những cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Ukraine đang gia tăng nhanh chóng. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh và một điều rất quan trọng khác là quốc hội phải duy trì vị thế lãnh đạo của mình để việc bảo vệ tự do vẫn là một ý tưởng đoàn kết trong hai nước chúng ta và ở đa số các quốc gia trên thế giới. Trước đó, Đảng Cộng hòa Mỹ đang nghiêm túc xem xét việc biến 12 tỷ đô la Mỹ trong số 60 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền của Tổng thống Biden muốn viện trợ cho Ukraine thành một khoản vay. Đây là giải pháp nhằm hài lòng một số nhân vật trong Đảng Cộng hòa và Đảng dân chủ cũng như cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết, ông đã đề cập với tổng thống Zelensky về kế hoạch này trong chuyến thăm Kyiv gần đây. Mặc dù ý tưởng này đã được bàn thảo trong nhiều tuần tại Quốc hội Mỹ, nhưng các quan chức Ukraine cho biết Kyiv không nắm được nhiều thông tin và họ có một số nghi vấn. Một quan chức thuộc văn phòng của tổng thống Zelensky nói với tờ Politico tôi chưa nghe thấy bất kỳ đề xuất cụ thể nào về kế hoạch như vậy được đưa ra cho Ukraine. Nhưng Kiev chắc chắn sẽ cần biết những điều kiện mà theo đó Ukraine sẽ không phải hoàn trả lại số tiền đó. Quan điểm này cũng được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Dmitry Kuleba ủng hộ. Ngoại trưởng Kuleba nói với các phóng viên rằng, mặc dù ông không bị sốc khi biết về ý tưởng trên của Đảng Cộng hòa ở Mỹ, nhưng Ukraine vẫn chưa thấy bất kỳ chi tiết nào về đề xuất này, ngoại trừ việc đề cập rộng rãi đến các khoản vay thay vì trợ cấp. Theo quan chức trên, nhìn chung Kiev không thích ý tưởng này. Ukraine đã luôn khẳng định trong suốt cuộc xung đột rằng họ cần được hỗ trợ nhiều hơn, nhưng điều này giờ đây có vẻ cấp bách hơn bao giờ hết. Ukraine đang nỗ lực liên minh với các nước châu Phi thông qua việc mở rộng chương trình vận chuyển ngũ cốc, tăng gần gấp đôi số đại sứ quán ở châu Phi, và Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới lục địa này trong thời gian tới, hiện ở năm thứ ba của cuộc xung đột với Nga. Ukraine đang tăng cường xây dựng các mối quan hệ địa chính trị trên toàn cầu khi gói viện trợ quan trọng cho Kiev do Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy đang bị chặn ở quốc hội nước này. Động thái mở rộng chương trình ngũ cốc trùng hợp với những động thái rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy mối quan hệ với các quốc gia châu Phi để cạnh tranh với Nga ở lục địa này. Nói về kế hoạch mở rộng quan hệ ngoại giao, người phát ngôn của chính phủ Ukraine cho biết Kiev có kế hoạch tăng gần gấp đôi số đại sứ quán của mình ở châu Phi bằng cách bổ sung thêm từ 10 đến 12 đại sứ quán trong năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cũng có kế hoạch đến thăm lục địa này Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết, trong vài tháng tới, Tổng thống Zelensky sẽ đến Nam Phi vì ông ấy muốn tăng cường và mở rộng sự hợp tác. Các quốc gia trên khắp châu Phi đã bị ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng cao trong hơn 2 năm qua, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine làm gián đoạn việc vận chuyển ngũ cốc từ một quốc gia nằm trong số những nước sản xuất lúa mì lớn nhất thế giới. Ukraine, kể từ cuối năm 2022, đã hợp tác với chương trình lương thực thế giới WFP của Liên Hợp Quốc để cung cấp ngũ cốc cho Ethiopia, Somalia và Kenya những quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tình trạng thiếu lương thực do xung đột. Năm nay, hai nước châu Phi khác là Nigeria và Sudan đã tham gia chương trình trên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine, Makiyan Demichasevic, thông báo cho đến nay hơn 200.000 tấn lương thực đã được chuyển đến các nước châu Phi và chính phủ Ukraine có kế hoạch mở rộng chương trình này. Ông Demichasevic cho biết đang hợp tác với WFP để lên kế hoạch cung cấp lương thực đến Mozambique, Mauritania, Djibouti, Cộng hòa Congo và Malawi. Những nỗ lực của Ukraine nhằm giành được sự ủng hộ của châu Phi phản ánh đánh giá ngày càng cao về vai trò của lục địa này trong các vấn đề địa chính trị. Trong một thế giới phân mảnh và phương Tây không còn là tiếng nói duy nhất trên trường quốc tế, điều quan trọng với Kiev là phải có đồng minh và đối tác ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Ukraine cũng đã thấy giá trị của châu Phi trong những tháng đầu của cuộc xung đột với Nga. Khi gần một nửa trong số 35 quốc gia bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột đều ở châu Phi. Giờ đây, trong bối cảnh Mỹ ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, và sự chú ý toàn cầu đang chuyển sang cuộc xung đột Israel Hamas ở Gaza, việc Kiev mở rộng liên minh ra ngoài phương Tây là điều hợp lý. Trong cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều năm, việc có thêm đối tác ở châu Phi và trên toàn cầu là rất cần thiết với Kiev. Bộ trưởng Dmitry Sevik nói, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác của mình ở châu Phi, những nơi đang trải qua những tình huống khó khăn về lương thực. Những nỗ lực của Ukraine trong tăng cường mối quan hệ trên khắp châu Phi diễn ra sau một chiến dịch của Nga nhằm giành được sự ủng hộ của các chính phủ trên lục địa này. Moscow đã tìm cách gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi Thông qua sự kết hợp giữa chương trình cung cấp ngũ cốc, hỗ trợ quân sự, quan hệ đối tác truyền thông, các khóa học ngôn ngữ và học bổng đại học, tháng trước Nga cho biết đã vận chuyển 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới 6 quốc gia châu Phi như một phần trong nỗ lực thực hiện cam kết của mình. Trong khi đó, đề nghị tăng cường hợp tác quân sự của Nga đã được chấp nhận trong những tháng gần đây bởi chính quyền quân sự của ba quốc gia Tây Phi: Niger, Mali và Burkina Faso, những nước đang chiến đấu với các cuộc nổi dậy ở Sahel. Reuters ngày 29 tháng 3 đưa tin, quân đội Mỹ vừa qua tuyên bố đã phá hủy 4 máy bay không người lái UAV do lực lượng Houthi ở Yemen phóng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo trên mạng xã hội X rằng số UAV này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Cũng theo Sencom, số UAV trên nhằm vào một tàu của Liên minh và một tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ. Sencom cho hay không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nào đối với các tàu của Mỹ hoặc Liên minh. Trước đó, phát ngôn viên Ihaya Saria của Houthi tuyên bố, lực lượng này đã thực hiện 6 cuộc tấn công vào các tàu bằng UAV và tên lửa ở Vịnh Aden và Biển Đỏ. Ông còn nói rằng Houthi cũng đã tấn công hai tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ, cũng như thành phố Eilat của Israel. Houthi đã tuyên bố sẽ nhằm mục tiêu vào các tàu của Israel, Anh và Mỹ, cũng như các tàu đang hướng tới các cảng của Israel, làm gián đoạn giao thông dọc theo tuyến đường thương mại quan trọng ở Biển Đỏ. Mỹ, quốc gia dẫn đầu một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ, đã tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen kể từ giữa tháng 1. Trong bối cảnh đó, hãng Sputnik của Nga mới đây dẫn thông báo của hạm đội Thái Bình Dương nhấn mạnh một số tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có tàu tuần dương Vajak và tàu hộ vệ hạng nhẹ Đô đốc Sapusnikov, đã đi vào biển đỏ. Động thái này nằm trong chặng đường hành quân dài của các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Trước đó trong tháng 3, tàu tuần dương Vajak và tàu hộ vệ hạng nhẹ Đô đốc Sapusnikov cũng tham gia tập trận hải quân chung có tên Sea Security Bell 2024 với chiến hạm của Iran và Trung Quốc. Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương Nga còn góp mặt trong cuộc tập trận chống cướp biển và loại bỏ xuồng không người lái tại Vịnh Aden trên biển đỏ. Theo đó, đại sứ Nga tại Eritrea Igor Mosgo nói rằng tàu Saposnikov đã cập cảng Massawa và triển khai ở nước này đến ngày 5 tháng 4 và sẽ là lần đầu tiên tham gia tập trận cùng hải quân Eritrea trong 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Giới chức Nga không cho biết đợt triển khai của đội tàu chiến có liên quan tới căng thẳng trên biển đỏ những tháng gần đây hay không. Eritrea là một trong sáu nước châu Phi được Nga cung cấp ngũ cốc miễn phí, theo cam kết của Tổng thống Vladimir Putin. Chiến hạm Saposnikov là một trong 12 tàu khu trục săn ngầm mang tên lửa dẫn đường thuộc đề án 1155 của Liên Xô, được biên chế năm 1985. Tàu dài 163 m có lượng giãn nước đầy tài khoảng 7.900 tấn. Chiến hạm sau này được xếp vào phân nhóm tàu hộ vệ và trải qua đợt hiện đại hóa từ năm 2017. Sau khi được nâng cấp, tàu Saposnikov mang được 16 tên lửa hành trình Kalib hoặc tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Onyx, 8 tên lửa chống hạm cận âm 3M-24 Uran cùng 64 tên lửa phòng không tầm ngắn. Hai bệ pháo AK-100 cỡ nòng 100mm cũng được thay thế bằng một hải pháo A-190 với thiết kế giảm tiết diện phản xạ radar và gọn nhẹ hơn. Truyền thông Israel vừa qua đưa tin, chính quyền Mỹ những ngày qua đã cấp phép cho việc chuyển giao lô vũ khí lớn trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ cho Israel Dẫn lại thông tin từ American Daily, báo giới Israel cho biết lô vũ khí mới gồm có 1.800 quả bom loại MK-84, 500 quả loại bom MK-82 cùng 25 máy bay chiến đấu F-35S đã được Quốc hội Mỹ thông qua lần đầu vào năm 2008. Thông tin được một số quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ. Tuy nhiên, các nguồn tin không cho biết số vũ khí trên khi nào được chuyển giao cho Israel và liệu chúng có được sử dụng trong chiến dịch tấn công kéo dài gần 6 tháng qua của quân đội Israel vào giải Gaza hay không. Israel là đồng minh số một của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Từ nhiều thập niên qua, Washington luôn duy trì khoản viện trợ quân sự khổng lồ, hàng năm lên tới 3,8 tỷ đô la Mỹ cho Tel Aviv. Trong cuộc xung đột bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas, Mỹ cũng là quốc gia dành sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Israel, cung cấp nhiều vũ khí và đạn dược cho đồng minh. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, giới chức Mỹ liên tiếp bày tỏ sự không hài lòng về cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại giải Gaza khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Đặc biệt, Washington phản đối mạnh mẽ ý định tiến hành cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn của Tel Aviv vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza do lo ngại xảy ra thảm họa nhân đạo tồi tệ cùng nhiều hệ lụy phức tạp khác về an ninh đối với khu vực Trung Đông. Trước đó, tờ KAN News Israel được tin rằng Israel hiện đang nỗ lực tìm một đường vòng để có được vũ khí và khí tài từ các nhà cung cấp không phải của Mỹ nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt trang thiết bị chiến đấu quan trọng. KAN News trích dẫn lời một quan chức an ninh Israel tuyên bố rằng sự chỉ trích và ủy quyền cho bên trung gian ngày càng tăng do cả nhóm Hồi giáo và những thế lực phản đối gây nguy hiểm cho việc chuyển giao đạn dược và thiết bị chiến tranh do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, có lo ngại cho rằng căng thẳng với Mỹ sẽ được tăng cường từ việc quân đội Israel tiến vào Rafah cùng với vấn đề nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Gaza. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc Mỹ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Israel với cường độ tương tự. Hiện có nhiều nước không cung cấp trang thiết bị quân sự cho Israel và thực hiện âm thầm tẩy chay, trong đó lập luận rằng họ bị ràng buộc bởi luật pháp quốc gia để bán vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Theo quan chức Israel trên, nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Israel là Mỹ. Hiện vẫn có sự trợ giúp do Mỹ hậu thuẫn, nhưng nỗi sợ lớn nhất hiện tại là những căng thẳng do việc tấn công Rafa sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của Mỹ trong việc giúp đỡ an ninh cho Israel. Ít nhất 36 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương trong vụ không kích được cho là do quân đội Israel tiến hành vào một kho vũ khí gần thành phố Aleppo của Syria sáng ngày 29 tháng 3. Đây được coi là đòn tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua của Israel vào quốc gia láng giềng Syria. Theo cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, mục tiêu không kích là một kho vũ khí nằm gần sân bay quốc tế Aleppo. Toàn bộ thương vong đều là binh sĩ Syria. Vị trí khởi phát của không kích là khu vực cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng của Syria. Nhiều tiếng nổ lớn vẫn được nghe thấy từ các khu vực cách xa địa điểm bị tấn công vài km. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin có 33 binh sĩ Syria và 5 thành viên lực lượng Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích. Mục tiêu bị tập kích là một kho chứa tên lửa của Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận về vụ tập kích này. Chính sách được IDF thực hiện lâu nay với các cuộc tấn công ở nước ngoài. Đại diện IDF cho biết họ sẽ không bình luận về thông tin do truyền thông nước ngoài đưa ra. Israel mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào Syria từ khi xung đột tại quốc gia Trung Đông bùng phát vào năm 2011 song hiếm khi nhận trách nhiệm hoặc công bố thông tin chi tiết. Các vụ không kích của IDF chủ yếu nhắm vào những nhóm dân quân thân Iran, trong đó có Hezbollah, song đôi khi họ tấn công vị trí quân chính phủ Syria. Tần suất các vụ không kích nhằm vào Syria của IDF tăng từ khi xung đột Israel Hamas bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Israel từng áp dụng chiến thuật cảnh cáo khi tấn công mục tiêu ở Syria, song gần đây chuyển sang các đòn đánh trực diện gây thương vong lớn hơn. Cùng liên quan đến căng thẳng gia tăng ở khu vực này, Trước đó, tờ The Times of Israel cho biết lực lượng không quân Israel đã thực hiện các cuộc không kích ở miền đông Syria nhằm vào các mục tiêu và đặc vụ Iran. Trên 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở khu vực Deir ez-Zor và al Bukaman gần biên giới giữa Syria và Iraq. Theo các nguồn tin quốc phòng Israel, nước này đã tấn công các tài sản thuộc đơn vị 4.000 của Iran, đơn vị tác chiến đặc biệt của tổ chức tình báo thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) và đơn vị 18840 thuộc lực lượng Quds. Sinbad, cơ quan tình báo nội địa Israel, thông báo rằng họ đã ngăn chặn hai đơn vị của Iran đang tìm cách tuần lậu vũ khí hiện đại cho các tay súng Palestine ở bờ Tây. Các cuộc tấn công nói trên là phản ứng trước các hoạt động buôn lậu vũ khí và nhằm tấn công tài sản liên quan của Iran. Israel nói rằng số đặc vụ Iran hoặc đặc vụ có liên hệ với Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria, có 15 người, trong đó hầu hết là các tay súng thân Iran và một quan chức IRGC đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Cụ thể, một cố vấn của IRGC, hai vệ sĩ Iran, hai tay súng Syria và năm tay súng khác thuộc các nhóm thân Iran đã thiệt mạng trong một biệt thự ở thành phố Deir Trước đó, một máy bay, bay chở hàng của Iran đã bay từ Damas tới thành phố Deir ở phía đông, chở theo thiết bị kỹ thuật và binh sĩ IRGC. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công trên. IRNA xác định sĩ quan thiệt mạng là Bero Vahidi thuộc lực lượng Quds. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo một nhân viên đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Nhân viên này là Emad Sehab, một kỹ sư ở Day từng là đầu mối của WHO về vấn đề nước và vệ sinh trong thành phố. Căn biệt thự nói trên là trung tâm liên lạc trong khu vực. Tòa nhà đã bị phá hủy và chủ nhà người Syri cũng thiệt mạng. Truyền thông Syri cho biết, quân đội Israel tiếp tục tiến hành thêm hai cuộc không kích vào Syri. Cuộc không kích thứ nhất được tiến hành vào trưa ngày 28 tháng 3, với mục tiêu là một địa điểm dân cư gần thị trấn Al-Badaliza, ngoại ô thủ đô Damas. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một tòa nhà thuộc một khu dân cư thuộc nội đô Damas. Tuy nhiên, trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo quân đội nước này đã tiến hành cuộc diễn tập đặc biệt nhằm chuẩn bị cho kịch bản nổ ra chiến tranh tại mặt trận phía Bắc, giáp biên giới Syria và Liban. Cuộc diễn tập có sự tham gia của tất cả các quân khu, cánh quân và bộ tổng tham mưu. Mục tiêu diễn tập là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng phòng vệ Israel cho mọi kịch bản chiến sự có thể nổ ra tại mặt trận phía Bắc sau khi xung đột bùng phát tại giải Gaza, căng thẳng tại khu vực biên giới Israel và Liban đặc biệt tăng cao với các cuộc bắn phá qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày giữa lực lượng phòng vệ Israel và phong trào Hezbollah ở miền nam Liban. Ở diễn biến khác, lực lượng Israel trong tháng 3 đã phát động một hoạt động quân sự khác nhằm vào bệnh viện lớn nhất Gaza, Ansifa, khiến cơ sở y tế này lại trở thành tâm điểm chú ý. Lực lượng Israel quay trở lại bệnh viện Ansifa và họ tiến hành các hoạt động tác chiến chính xác chống lại những kẻ cực đoan ở cơ sở y tế này. Đây cũng chính là lập luận của Israel trong cuộc đột kích vào tháng 11 năm 2023. Quân đội Israel cho biết đã bắt giữ hàng trăm thành viên Hamas và phong trào Palestine, Islamic Jihad, thành chiến Hồi giáo Palestine trong và xung quanh bệnh viện Ansifa. Israel trong nhiều năm cáo buộc rằng các tay súng Hamas đang trú ẩn trong thánh đường Hồi giáo, bệnh viện và những nơi khác liên quan đến dân sự để tránh các cuộc tấn công của Israel. Hamas đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này. Cơ quan Y tế Gaza cho biết khoảng 3.000 người đang trú ẩn tại Ansifa vào thời điểm xảy ra cuộc khám sát gần đây. Cơ quan này cáo buộc rằng các tay súng bắn tỉa Israel và binh sĩ trên trực thăng đã nhắm bắn một số người cố gắng rời bệnh viện Ansifa. Hamas chỉ trích Israel tấn công các mục tiêu mà không quan tâm đến bệnh nhân hoặc nhân viên y tế bên trong. Về phần mình, quân đội Israel cảnh báo rằng sẽ bắn những trường hợp rời bệnh viện mà không nhận được chỉ thị sơ tán trước. Luật pháp quốc tế cũng nghiêm cấm việc nhắm mục tiêu vào bệnh viện trong thời chiến. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, thời điểm đó cũng đăng lên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Chúng tôi vô cùng lo lắng về tình hình tại Bệnh viện Ansifa ở phía Bắc Gaza, đang gây nguy hiểm cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường. Ông cũng kêu gọi bảo vệ các bệnh viện và chấm dứt chiến sự. WHO cùng nhiều nhóm nhân đạo khác đã cảnh báo về nạn đói đang đến gần ở phía Bắc Gaza. Mỹ đã nhiều lần ủng hộ cáo buộc của Israel rằng Hamas sử dụng tổ hợp y tế của Ansifa làm trung tâm chỉ huy, nơi giam giữ con tin và cất vũ khí khi được hỏi về cuộc khám xét Ansifa. Phát biểu khi tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chúng tôi đã hạ nhiều lãnh đạo cấp cao của Hamas, trong đó có thủ lĩnh số 4 và số 3 của tổ chức này. Chúng tôi rồi sẽ hạ được thủ lĩnh số 2 và số 1 của họ. Chúng tôi xem đó là thắng lợi. Chiến thắng đã trong tầm tay, chỉ còn cách vài tuần nữa. Lãnh đạo chính phủ Israel tái khẳng định quyết tâm tiến đánh thành phố Rafah được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas tại giải Gaza. Ông nói mình không còn lựa chọn nào khác vì kế hoạch đưa quân vào Rafah sẽ quyết định sự tồn vong của Israel. Ông kêu gọi các nghị sĩ Mỹ vận động đoàn kết lưỡng đảng ủng hộ Tel Aviv trong giai đoạn này. Trong khi đó, chính quyền ông Netanyahu đang dần đánh mất ủng hộ của Washington trong cuộc chiến tại giải Gaza vì kế hoạch tấn công thành phố Rafah. Giới chức Mỹ quan ngại Israel chưa vạch ra bất kỳ kế hoạch nào để di rời hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn tại đây. Truyền thông Liban gần đây cũng cho rằng chính phủ và quân đội Israel đang tăng tốc chuẩn bị cho kế hoạch tấn công bộ binh vào thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Dẫn lời một số quan chức Ai Cập không tiết lộ danh tính, truyền thông Liban nói rằng cuộc tấn công dự kiến được phát động ngay sau lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo vào đầu tháng 5 tới đây Hoạt động tại Rafa có thể kéo dài từ 3 đến 5 tuần, được tiến hành ngay sau khi hoàn tất việc sơ tán 1,5 triệu cư dân đang trú ngụ tại đây. Quân đội Israel đã giám sát chặt chẽ quá trình sơ tán ở cả trên bộ và trên không nhằm đảm bảo không một tay súng Hamas hay con tin người Israel nào có thể trà trộn trong dòng người sơ tán ra khỏi Rafa. Giới chức Israel chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin trên. Tuy nhiên, lãnh đạo chính phủ Israel trước đó nhiều lần khẳng định cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafa là lựa chọn không thể đảo ngược nhằm đảm bảo đánh bại lực lượng Hamas. Cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều đồng minh thân cận của Israel như Mỹ và các nước châu Âu, đã cực lực phản đối kế hoạch tấn công của Israel vào Rafah do lo ngại có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ với hàng chục nghìn dân thường thương vong. Trong một diễn biến khác trước đó, theo một nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán bí mật liên quan tới Israel, Hamas tại Qatar đã rơi vào bế tắc một nhà ngoại giao đã mô tả cuộc đàm phán này là mắc kẹt nhưng vẫn phải bước đi và cho biết sẽ tiếp tục có các đề xuất qua lại một nguồn tin khác xác nhận rằng các bên vẫn đang tham gia nhưng các cuộc đàm phán lại trong thế tạm dừng theo một quan chức israel không có bước đột phá nào kể từ sau khi giám đốc cia bill burns đến doha để gặp gỡ những người đồng cấp israel ai cập và qatar ông burns sau đó đã đưa ra một đề xuất được israel chấp thuận và gửi tới cho hamas tuy vậy quan chức israel cho biết Israel đã được thông báo rằng đề xuất này đã bị phía Hamas từ chối và nước này quyết định rút lại nhóm các nhà đàm phán vẫn đang lưu lại Doha sau khi ông Burns và người đứng đầu cơ quan tình báo Israel Mossad, ông David Bania đã rời khỏi Qatar. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Qatar, giới chức Israel vẫn đang tham gia các cuộc đàm phán tại Doha, bất chấp suy đoán rằng toàn bộ phái đoàn Israel đã rút lui sau nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Giới chức Israel đã chỉ trích nghị quyết này và cho rằng không thể ràng buộc một lệnh ngừng bắn với việc phóng thích các con tin